Cô thân chào các em học sinh trường Chu Văn An thân mến. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu môn khoa học tự nhiên 6 với chủ đề 4: một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng, tính chất và ứng dụng của chúng. Nội dung chủ đề 4 gồm có các bài sau đây: bài 11 vật liệu, bài 12 nhiên liệu, bài 13 nguyên liệu, bài 14 lương thực thực phẩm. Ở 4 bài này, cô trò mình sẽ tìm hiểu về phân loại, tính chất và ứng dụng của chúng. Cô trò mình cùng tìm hiểu bài 11, một số vật liệu thông dụng. Nội dung của bài học hôm nay gồm có 3 phần. Thứ nhất, một số vật liệu thông dụng. Thứ hai, tính chất và ứng dụng của vật liệu. Thứ ba, sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Chúng ta cùng tìm hiểu một số vật liệu thông dụng. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu một số vật liệu. Các em hãy quan sát hình 11.1 và cho cô biết hình ABCD là những cái vật liệu gì. Hình A là thủy tinh, thì thủy tinh được sử dụng để sản xuất ly, chén, cửa. Hình B, vật liệu thép, nhà cửa, trường học, bệnh viện. Hình C là gốm. Gốm này người chúng ta cũng xây làm, cũng được làm bát, bình, hoa, dĩa. Và D là vật liệu xi măng dùng để làm đường đi và nhà cửa. Trong cuộc sống của chúng ta có một số loại vật liệu như là thủy tinh, nhôm, gang thép, gỗ, nhựa, đất, xi măng. Từ những vật liệu này, con người chúng ta đã làm ra các loại đồ vật hoặc các công trình xây dựng. Cô lấy ví dụ như sắt thép thì tạo ra thép xây dựng, vòi inox, xe đạp, dao kéo, cày cuốc. Xi măng tạo ra nhà cửa, cầu cống, tượng đài, đường bê tông. Đất sét tạo ra những bình gốm, lọ hoa, gạch nung. Thủy tinh tạo ra ly cốc, lọ hoa, cửa kính, bể cá. Sau đây là một số vật dụng quen thuộc như mấu dây điện, pin cà phê, đồ chơi Lego, dây phanh xe đạp, lốp vỏ xe đạp, tủ quần áo. Vậy theo em, các vật dụng này được làm từ những vật liệu nào? Và để giúp cho các em dễ dàng tìm ra câu trả lời, cô sẽ gợi ý cho các em những vật liệu trong bảng. Nhiệm vụ của các em sẽ đánh dấu X vào trong bảng sao cho thích hợp. Cô lấy ví dụ, vật dụng là dây điện. Các em để ý vật liệu, vỏ bên ngoài của dây điện sẽ được làm từ cao su. Vậy cho nên, các em sẽ đánh dấu tích vào ô này. Còn lõi dây điện thì thường sẽ được làm từ đồng hoặc là nhôm, chứ chúng ta không dùng sắt để làm lõi dây điện các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta làm bài tập nha các em. Các em hãy quan sát hình 11.2 và các em hoàn thành bảng 11.2 cho cô. Bây giờ cô trò mình cùng xem đáp án nha các em. Dây điện thì chúng ta biết là được làm bằng từ cao su hay là nhựa ha. Và cái loại của nó là đồng hay là nhôm. Phin cam và cà phê là nhôm. Đồ chơi Lego là bằng nhựa. Dây phanh xe đạp là bằng cao su. Lớp xe đạp làm từ cao su. Và tủ quần áo là bằng gỗ. Từ bảng bài tập trên, các em cho cô biết thế nào là vật liệu. Vật liệu là chất hoặc hỗn hợp một số chất được con người sử dụng như nguyên liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất hoặc chế tạo để làm ra những sản phẩm phục vụ con người. Rồi bây giờ các em ghi bài. Tùy vào tính chất và mục đích sử dụng mà người ta phân loại vật liệu thành vật liệu xây dựng, vật liệu cơ khí, vật liệu điện tử, vật liệu hóa học, vật liệu sinh học, vật liệu silica, vật liệu composite, vật liệu nano. Chúng ta cùng tìm hiểu về vật liệu nano. Vật liệu nano là vật liệu có kích cỡ nanomet. Một nanomet bằng 1/1000 của một mét. Ví dụ, các hạt nano bạc thường có kích cỡ 25 nanomet, nhưng có tỷ lệ diện tích bề mặt so với thể tích là rất lớn. Vì vậy, sự gia tăng sự tiếp xúc của chúng với vi khuẩn hoặc nấm nâng cao hiệu quả diệt khuẩn và diệt nấm. Vật liệu nano bạc không chỉ ứng dụng trong y tế mà còn được sử dụng trong các ngành chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và bảo quản thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp. Vật liệu xây dựng. Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Vật liệu hóa học.
Vật liệu cơ khí. Vật liệu cơ khí là hàng loạt các công cụ, thiết bị mà con người sẽ sử dụng trong sản xuất cơ khí, từ đó tạo nên sản phẩm ứng dụng cho nhu cầu trong cuộc sống. Các loại vật liệu cơ khí thông dụng thì gồm có sắt, nhôm, thép, inox và gang. Vật liệu điện tử. Vật liệu điện tử là tất cả những chất liệu dùng để sản xuất các thiết bị sử dụng trong lĩnh vực ngành điện. Vật liệu silicate. Thì bên cạnh sự phát triển của ngành vật liệu kim loại hợp kim, người ta không thể nhắc đến ngành vật liệu phi kim loại. Tiêu biểu cho vật liệu phi kim loại, vật liệu silicate. Vật liệu silicate là các hợp chất của silic bao gồm các loại đất sét, cao lanh có sẵn trong thiên nhiên. Vật liệu silicate có mặt trong hầu hết các lĩnh vực công nghệ đời sống, được ứng dụng rộng rãi trong việc tạo ra các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, xi măng phục vụ cho xây dựng và đời sống hàng ngày. Vật liệu sinh học. Vật liệu composite. Để tìm hiểu một số tính chất và ứng dụng của vật liệu, chúng ta tìm hiểu hai la mã: tính chất của một số vật liệu. Để tìm hiểu được tính chất của một số vật liệu, chúng ta cùng làm bảng bài tập 11.2. Kim loại, cao su, nhựa, gỗ, thủy tinh, gốm, nó có những cái tính chất gì? Các em quan sát trong thực tế của mình và các em hoàn thành cho cô nhé. Các em cùng xem đáp án và có bạn nào sai không nào? Bạn nào sai thì chúng ta sửa nha các em. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn của một số vật liệu bằng thí nghiệm. Các em rót một ít giấm ăn vào các cốc thủy tinh, rồi lần lượt các em cho các vật liệu sau: đinh sắt, miếng kính, miếng nhựa, miếng cao su, vỏ sò. Và em hãy quan sát hiện tượng. Như vậy các em thấy là trong 5 ly này thì chúng ta thấy là chỉ có đinh sắt và vỏ sò có phản ứng và nó tan trong một phần, còn những cái miếng kính, miếng nhựa và cao su thì không có phản ứng. Để tìm hiểu về tính giữ nhiệt, khả năng chịu nhiệt của một số vật liệu, chúng ta tìm hiểu thí nghiệm 2. Cô có đinh sắt, dây đồng, mẫu gỗ, mẫu nhôm, miếng nhựa. Cô sẽ lần lượt đốt nóng các vật liệu sau trên ngọn lửa đèn cồn. Lưu ý, cô sử dụng kẹp sắt để kẹp vật liệu khi đốt. Chú ý, khi kẹp sắt có dấu hiệu nóng thì cô không đốt nữa và cô cho vật liệu vào chậu nước để tránh bỏng. Các em hãy mô tả hiện tượng và cho biết vật liệu nào dễ cháy, vật liệu nào giữ nhiệt. Cảm nhận qua dấu hiệu kẹp sắt bị nóng khi đốt. Qua thí nghiệm 2, các em hãy cho cô biết vật liệu nào dễ cháy. Vật liệu dễ cháy thì gồm có mẫu gỗ và nhựa. Vật liệu giữ nhiệt, cảm nhận qua dấu hiệu kẹp sắt bị nóng khi đốt. Đó là đinh sắt, dây đồng, mẫu nhôm. Các em cùng xem tìm hiểu lại ha. Đinh sắt giữ nhiệt không cháy. Dây đồng giữ nhiệt không cháy. Mẫu gỗ không giữ nhiệt dễ cháy. Mẫu nhôm giữ nhiệt không cháy. Miếng nhựa không giữ nhiệt khó cháy. Mẫu sành không giữ nhiệt không cháy. Ở thí nghiệm 1, chúng ta đã biết các vật liệu dễ bị ăn mòn, quan điểm như là sắt, thép, kẽm. Chúng ta tìm hiểu về khả năng bị ăn mòn, bị rỉ một số công trình vật dụng. Các em hãy quan sát cho cô thấy cái cầu sắt bị quan điểm theo thời gian. Vỏ tàu biển bị ăn mòn, xe đạp bị khoan điểm một số bộ phận. Hãy cho biết những vật liệu nào dễ bị ăn mòn, dễ bị khoan điểm dẫn đến hư hỏng công trình vật dụng. Nêu nguyên nhân dẫn đến sự hư hỏng đó. Các công trình vật dụng sử dụng vật liệu bằng kim loại dễ bị hư hỏng do các vật liệu này khi tiếp xúc với môi trường chứa tác nhân bị ăn mòn, không khí, nước biển sẽ bị ăn mòn và khoan điểm bởi oxygen trong không khí, mưa axit và môi trường nước biển. Chúng ta tìm hiểu về tính chất của cao su. Cô có một quả bóng và bây giờ cô đập xuống mặt đường hoặc cô ném vào tường thì các em xem cho cô có hiện tượng gì xảy ra. Khi cô đập quả bóng cao su xuống mặt đường hoặc ném vào tường sẽ xảy ra hiện tượng là quả bóng sẽ nảy lên và bật ngược trở lại. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh một người kéo căng sợi dây cao su. Các em có nhận xét gì khi chúng ta kéo căng sợi dây cao su rồi chúng ta buông tay ra?
À, khi chúng ta kéo căng sợi dây cao su, rồi chúng ta buông tay ra, thì sợi dây cao su sẽ trở về lại chiều dài và hình dạng ban đầu của nó. Chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm 3. Cô cho một đoạn dây thun vào cốc nước nóng, sau đó lấy ra cô cho vào cốc nước nguội. Các em hãy quan sát sự thay đổi hình dạng của dây thun. Cô có sợi dây thun nè, cốc nước nóng nè, cô cho vào. Và bây giờ cô lấy ra cô cho vào cốc nước nguội thì các em thấy là sợi dây thun này nó có bị biến dạng không? Sợi dây thun này không hề có sự biến dạng. Chúng ta tìm hiểu thí nghiệm 4. Cô cho một viên tẩy nhỏ cao su vào cốc xăng. Các em quan sát hiện tượng gì xảy ra? Đây là một cái cốc nhựa cô đựng xăng bên trong. Và đây là một cái viên tẩy ha. Rồi cô cho nó vào trong cốc nhựa. Và các em xem ha, viên tẩy nó còn hình dạng ban đầu không các em? Và khi cho viên tẩy cao su vào xăng thì viên tẩy nó sẽ bị hòa tan. Vậy từ những thí nghiệm trên chúng ta hãy rút ra tính chất quan trọng của cao su nè. À, cao su có tính đàn hồi tốt, ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh. Tuy nhiên khi mà gặp nhiệt độ quá cao sẽ làm cao su chảy ra và mất tính đàn hồi, cách nhiệt, cách điện, ít bị ăn mòn, không tan trong nước, nhưng tan được trong xăng, dầu. Hãy kể tên một số ứng dụng của cao su. Một số ứng dụng của cao su là làm lớp xe, làm đệm, làm vỏ dây điện, làm bóng, làm dây thun cột tóc, giày, dép. Các em ghi bài cho cô nhé. Mỗi vật liệu đều có những tính chất riêng. Ví dụ, vật liệu bằng kim loại có tính dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn, bị rỉ. Vật liệu bằng nhựa và thủy tinh không dẫn điện, không dẫn nhiệt, ít bị ăn mòn và không bị rỉ. Vật liệu bằng cao su không dẫn điện, không dẫn nhiệt, có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng lạnh, không tan trong nước, tan được trong xăng dầu, ít bị ăn mòn. Tại sao vỏ dây điện là bằng nhựa hoặc cao su, nhưng lõi dây điện lại là bằng kim loại? Vỏ dây điện được làm bằng nhựa hoặc cao su do chúng là vật liệu an toàn, cách điện. Lõi dây điện được làm bằng kim loại, đồng, nhôm do khả năng dẫn điện tốt. Chúng ta đã tìm hiểu về tính chất của vật liệu. Vậy để sử dụng vật liệu an toàn hiệu quả như thế nào, chúng ta tìm hiểu ba la mã. Sử dụng vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững. Chúng ta sẽ hạn chế sử dụng đồ nhựa để đựng nước uống, thực phẩm, thức ăn, nên thay bằng đồ thủy tinh. Không nên sử dụng hộp nhựa để nấu, hâm nóng hay rã đông thực phẩm trong lò vi sóng, nhằm tránh các hóa chất độc hại lây nhiễm vào thức ăn, nước uống. Hạn chế cho trẻ em chơi đồ nhựa vì chúng đều tạo ra chất nhựa tái chế chứa nhiều hóa chất độc hại và các bột kim loại pha sơn tạo bào bắt mắt cho trẻ em. Trên một số đồ hộp nhựa, người ta có một số ký hiệu. Cô trò mình cùng tìm hiểu ký hiệu này để chúng ta sử dụng cho an toàn hiệu quả. 1. Dùng được trong lò phi sóng. 2. An toàn khi đựng đồ thực phẩm. 3. Sử dụng được trong tủ đông. 4. Không chứa chất BPA, một chất gây ung thư. 5. Sử dụng được trong máy rửa chén. Chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng đồ nhựa. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng đồ cao su. Không nên để đồ vật bằng cao su ở nơi có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp khiến chúng sẽ bị biến dạng, nhanh hỏng. Không nên để hóa chất dính vào cao su. Không tẩy, làm sạch cao su bằng xà phòng, xăng dầu là miếng chất, lão hóa cao su. Còn đối với những đồ vật bằng kim loại thì như thế nào? Chúng ta cũng không nên để bề mặt kim loại tiếp xúc với không khí bằng cách là chúng ta phải bao phủ bề mặt kim loại bằng sơn hoặc tráng bằng lớp kim loại khó bị ăn mòn, bôi dầu mỡ phun sơn đỉnh điện. Chúng ta sử dụng vật liệu an toàn hiệu quả theo mô hình 3R. Giảm thiểu lượng rác thải thông qua việc thay đổi lối sống và cách tiêu dùng, cải tiến các quy trình sản xuất, mua bán sạch, tái chế, sử dụng rác thải làm nguyên liệu sản xuất ra các chất hoặc sản phẩm có ích khác.
tái sử dụng, sử dụng lại các sản phẩm hay một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ hay cho mục đích khác. Ngoài việc sử dụng vật liệu an toàn hiệu quả, thì chúng ta còn phải bảo đảm sự phát triển bền vững. Em hãy kể tên một số vật liệu mới được sử dụng trong xây dựng đảm bảo sự phát triển bền vững. Một số vật liệu mới được sử dụng trong xây dựng là kính xây dựng, gạch không nung, gỗ công nghiệp, tấm panel đúc sẵn. Thế thì những vật liệu mới này nó có những ưu điểm gì so với những cái vật liệu cũ? An toàn cháy nổ hơn, bảo vệ sức khỏe của con người hơn, giá thành sản phẩm tiết kiệm kinh tế, tăng nhanh tốc độ xây dựng, thân thiện với môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững. Các em ghi bài: sử dụng vật liệu an toàn hiệu quả sẽ bảo vệ sức khỏe con người và tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm. Sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm tinh tế, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường sẽ đảm bảo sự phát triển bền vững. Cô có các vật dụng sau đây: pin máy tính, túi ni lông, ống hút làm bột gạo. Các em hãy cho cô biết vật liệu nào là xem thân thiện với môi trường. Vật dụng thân thiện với môi trường chính là ống hút làm từ bột gạo. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nha các em. Người ta cho mình tên 3 vật liệu. Vật liệu thứ nhất là kim loại. Các em hãy tìm hiểu về tính chất của nó và có công dụng gì. Vật liệu thứ hai có tính dẻo và đàn hồi. Bây giờ chúng ta phải tìm ra tên nguyên liệu của nó và tìm ra công dụng luôn. Vật liệu thứ ba, người ta cho tính chất công dụng làm cửa kính, bể cá. Thì các em phải tìm ra tên vật liệu và tính chất của nó. Vật liệu kim loại thì có tính chất gì các em? Có tính giữ nhiệt, công dụng dụng cụ làm nấu ăn nè, nồi, son, chảo. Vật liệu thứ hai có tính dẻo và đàn hồi. Như vậy tên vật liệu của nó là gì? Cao su. Và cao su có công dụng gì? Dùng làm dây cao su, lốp xe. Vật liệu thứ ba, làm cửa kính, bể cá. Chúng ta xem tên của nó là gì nào? Thủy tinh. Và đặc điểm tính chất của thủy tinh: không bị ăn mòn, chịu lực trong suốt. Em hãy thiết kế một áp phích tuyên truyền việc sử dụng vật liệu tái chế để tạo ra những sản phẩm có ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy các em sẽ có một tuần để làm thiết kế này cho cô nha. Các em hãy vẽ và suy nghĩ là mình sẽ sử dụng vật liệu nào để chế tạo ra những sản phẩm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, rồi chúng ta thiết kế nha các em. Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Cô thân ái chào các em.